có nên đợi lúa chín 100% mới thu hoạch? Đâu là thời điểm thu hoạch lúa hiệu quả nhất? Nội dung cụ thể sẽ được Phó Giáo sư Tiến sĩ Mai Thành Phụng hướng dẫn chi tiết. Hiện nay là cái bông lúa bên trái tái tôi là nó còn hơi xanh. Thì bà con thấy là nó chỉ có khoảng 50% à. Cái hạt nó màu vàng. Còn 50% cái hạt là nó còn xanh. Và một vài hạt ở trong cùng bóp là còn sữa chảy ra. Tức là nó còn non, chưa vô gạo hết. Thành ra là những cái bông lúa như thế này là chưa tới thời kỳ thu hoạch. Chúng ta phải chờ đợi khoảng 5 ngày nữa là chúng ta ra bóp rồi đo đếm, quan sát. Còn bông lúa bên tay phải thì chúng tôi đã thấy là gần như là 80-85% cái số bông nó đã chuyển sang màu vàng, bóp thấy no hạt, chỉ còn 10-15% một số hạt từ trong cậy ra, nhưng mà bóp thì thấy no hạt rồi, cứng hạt rồi. Đó, thì đây là cái độ chín 85-90%. Đó, thời điểm này là thời điểm thu hoạch là tốt nhất cho năng suất và chất lượng cao nhất. Các nhà khoa học khuyến cáo nông dân nên cắt lúa hơi sớm chút, tức là không đợi chín rục mà chín khoảng 85% số hạt trên cái bông này nó chín màu vàng rơm hết, và 15% số hạt bên trong có màu vàng hơi xanh chút là có thể thu hoạch được. Đây là thời điểm thu hoạch cho năng suất và chất lượng cao nhất. Bà con lưu ý là khi ra ruộng đó thì thứ nhất là bà con phải đến là bước vào từ cái mép ruộng, bước vô khoảng chừng là ít nhất 1 mét trở lên. Rồi mình sẽ bắt đầu mình quan sát, mình ngắt cái bông này mình đo. Toàn bộ đám ruộng nó phải có 80%, cái độ chín 85-90% này trở lên. Còn khoảng 10-20% là cái độ trên lên chút đỉnh thì cho phép bà con có thể cắt lúa. Đó. Tỷ lệ phải đạt ít nhất 80% trở lên. Cái số bông mà có 85% nó hạt chín, hạt vàng như chúng tôi đã hướng dẫn thì bà con thu hoạch được. Đó, sau khi thu hoạch xong về thì bà con đổ ra sân hoặc đưa vô máy sấy, sấy sơ qua thì tất cả các hạt nó đều sẽ vàng ươm, vàng sáng, rất đẹp và đạt được cái độ chín rất tốt cho cái vấn đề thu hoạch lúa. Chúc bà con thành công. Thời điểm nào thu hoạch lúa? Bước xuống ruộng, khoảng cách từ bờ vào từ 1 mét trở lên. Ngắt một bông lúa và quan sát. Toàn bộ ruộng phải có ít nhất 80% tỷ lệ bông, có số bông chín từ 80-85%. Bông lúa chín từ 80-85%, khi 80-85% số hạt trên bông lúa chuyển màu vàng, dùng tay bóp thấy no hạt. Bông lúa chỉ còn 10-15% số hạt từ cậy ra, có màu vàng hơi xanh nhưng bóp vẫn thấy cứng hạt.